trên dưới 5 năm rồi. Cái câu chuyện này nếu người bị Việt Nam mình sang Campuchia thì nó là bình thường rồi. Bởi vì xảy ra hiện nay vô phổ biến rất cả các tình hành, một ngày có thể là hàng trăm người sang đất nước Campuchia. Nhưng còn cái câu chuyện của em thì nó lại ngoại lệ. Hiểu không? Cái câu chuyện của em thì nó gần như một kỷ lục, có thể là kỷ lục Gillet. Đúng không? Bởi vì hiện nay cũng trên 5 năm rồi mà tồn tại đến giờ phút này là một cái sự gọi là vô cùng quý giá. Đúng không? Em có nghĩ điều đó không? Rất nhiều cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đã ủng hộ về tinh thần, vật chất, tiền bạc và nhiều thứ khác nữa để em có một cái định hướng nhất định. Thì đến giờ phút này thì anh cũng trước mắt anh cũng hỏi em như vậy đó để em nghỉ ngơi, thì ngày mai anh tiếp tục trò chuyện với em, xem cái cuộc hành trình của em vượt gọi là vượt ngục á, như thế nào, và em có thể chia sẻ rõ cái hoàn cảnh, cái điều kiện gia đình, kinh tế và lý do tại sao em bị đi, và em đi trong cái hoàn cảnh nào, và em đi làm bao nhiêu, và có thể là em phải nói rõ, chia sẻ rõ cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết rõ là hoàn cảnh của em cụ thể là gia đình như thế nào, để mọi người có định hướng để giúp em trong tương lai về sau em nhé. Trước mắt thì em có lời nào muốn cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn cộng đồng mạng, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân ở trong mọi nước đã giúp em, hỗ trợ em thì em mới có tiền, có kinh phí, đúng không, thì em mới về được đến Việt Nam đến giờ phút này. Em có lời nào không? Có thể em nói đi. Em cảm ơn cộng đồng mạng đã quan tâm em, đã cho tiền em đi về tới Việt Nam này. Em cảm ơn, xin cảm ơn. Thì đầu tiên thì anh đã nhắc em rồi, trước hết là phải cảm ơn cái sự nỗ lực cố gắng của anh Liêm, là hướng dẫn viên du lịch ở bên Thái Lan. Sau đó thì anh là người hỗ trợ em đầu tiên, và anh là người hướng dẫn em mà vượt gọi là bỏ trốn, đúng không? Và sau đó thì cảm ơn rất nhiều các cô chú anh chị mạnh thường quân ở trong mọi nước đã giúp em thì em mới có tiền, em mới về được. Rồi còn anh Hải, còn còn nhiều anh em khác nữa, còn cộng đồng mạng, còn rất nhiều người ủng hộ em trong câu chuyện này. Vậy nhé, để mai anh tiếp tục trò chuyện với em không? Rồi. Rồi bây giờ hôm nay nói chung là câu chuyện của một em rất là đi kỳ. Lúc mà em thì được trốn ra từ ở đất bạn Thái Lan, trốn vô rừng rồi đi rồi bị bắt lại nữa, phải không? Dạ, bắt lại không? Bị công an bắt lại không? Đó nên mọi người nghe cái câu chuyện là rất là đau lòng. Em này là bị bán từ Campuchia qua Thái Lan, mất hết gia đình là 5 năm trời. Thì hôm nay nói chung là em này nó có lên mạng rồi nó thấy Hiệp sĩ Minh Hải công trần, thì nó có kêu cầu cứu. Thì nói chung vừa qua thì công trần cũng có làm cái vụ này, thì chúng bà con rất là nghe cái vụ này để kể lại cho bà con biết, rất là đi kỳ. Còn bây giờ em kể là sự việc từ là năm lúc mà em qua bên em xin việc làm ở đâu mà em qua bên đất Campuchia, đất Campuchia thì bán em qua Thái Lan, em kể cho mọi người nghe, mọi người hiểu, em kể cho mọi người lớn lên rồi. Dạ. Là em tìm trên mạng các bạn, tìm trên là Facebook á. Dạ. Kể việc làm không? Kể việc làm. Rồi sao nữa? Rồi sau đó là nó hướng dẫn cho em là làm một tháng là 500 đô. Rồi tháng 500 đô rồi sao nữa? Dạ. Là một tháng 500 đô là em không có nghĩ gì. Nhưng mà một tháng 500 đô nhưng mà em nó dắt em đi đường nào? Nó cái quan trọng chắc đường nào? Chở xe đó. Chở đi bằng cái gì? Chở đi bằng gì? Xe bảy chỗ. Từ đâu chở đi? Dạ, từ quê em. Ở đâu chứ? Quê em ở An Giang. An Giang. An Phú, An Giang rồi chở em lên đâu nữa? Dạ, chạy nó đưa em đi rồi em không biết nó đưa gì ngủ. Đưa ngủ luôn phải không? Đó đưa ngủ luôn. Rồi đến hồi em thức tỉnh lại vậy là em đang ở đâu? Là ở bên Campuchia. Đang Campuchia phải không? Dạ. Rồi đang Campuchia rồi sao nữa? Rồi nó bắt em làm gì? Dạ, đi qua bản làm giấy tờ hồ sơ là giấy tờ lãnh lương anh. Làm hồ sơ rồi hợp đồng bao lâu? Dạ, em làm cái đó cũng phải chừng 2 tháng 3 tháng. Rồi sao nữa? Mà em làm có 1 tháng mà đưa em đi nữa. Nó bán em chỗ khác không? Dạ, nó bán em qua sang qua tới Đắc Thái anh. Đắc Thái, rồi nó bán em qua Đắc Thái làm gì? Dạ. Bán qua Đắc Thái làm gì? Nó bán qua Đắc Thái là em đi làm cái gì, nó kêu em bán sữa. Bán sữa gì? Sữa con nít uống hả? À, con nít uống hả? Bán sữa là đi giao hàng hay là sao, hay là tại ngồi tại quầy bán? Dạ đi giao bán luôn anh, đi giao bán hàng rong vậy anh. Bán hàng rong vậy hả? Dạ. Rồi có ai canh ghét gì em không? Dạ có anh. Mấy người canh ghét? Hai người ạ. Hai canh ghét hả? Dạ. Rồi nó cho em con ăn uống gì không, lành gì không? Bán được thì cho ăn, bán không được thì nó đạp nó chửi.
coi như là bán được thì cho ăn uống, mà không bán không được thì đập chửi. Đó, nên bà con biết sợ luôn. Quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Chúng có trích diện mà giờ có đánh đập bao giờ không? Mạnh mạnh bằng cái gì không? Đó, trích diện luôn. Dạ. Đó thôi luôn anh. Người chủ tiệm sửa là người gì? Người Thái Lan hay người Trung Quốc hay người gì? Người Thái Lan anh. Thái Lan hả? Là cái chỗ con bán là chỗ đó nó bán con là chỗ Thái Lan này, cũng tỉnh nào của Thái Lan? Không biết không rành hả? Hiện nay vẫn chưa biết luôn. Chưa. Rồi bây giờ nè, bây giờ con kể là ra là bán cái đó xong rồi sao mà con tính đường trốn xuống sao, con kể cho mọi người nghe. Chi tiết cho mọi người xem. Chi tiết sao? Nó lớn lên. Để mọi người cảnh giác. Dạ em... Là sao? Kể là sự việc là sao trốn cách sao mà đi vô rừng sao, kể cho mọi người nghe. Nhà lúc đó là em coi trên mạng là coi qua anh Công Trần rồi. Và đi coi cái clip mà clip của bé gái đó, bé gái 15 tuổi dạ. Ở Bến Xe miền Đông, ở Bến Xe đó anh. Rồi là em coi đó, là em thử liên hệ với anh là kêu cứu em, em bị bắt ở đây rồi em tính trốn ra. Và anh nói là anh kêu là phải kiểm tra cho kỹ anh đi trốn, biết chỗ nào cho đi trốn, là em biết vậy là em trốn luôn anh. Xong trốn như thế nào? Trốn như thế nào? Em trốn đi đường sau đó anh, đi đường ngoài sau chứ ngoài trước qua dạy không, trốn không được. Chứ ngoài sau đó, ngoài sau nó có hàng rào, cái hàng rào cách ngang đó anh, hàng rào gai. Thì em trốn như thế nào? Em thì trốn em... từ đầu đuôi có cái câu chuyện mà đến giờ phút này là nó như thế nào? Là em trốn từ đó đó, là em đi ra đây, là em đi ra ngoài cái chẳng bị gần. Là em mới điện anh, là rồi hướng dẫn em là đi sao sao. Tại em không biết thì cái câu chuyện là bé Huy là mới là gọi là đi bị lừa bán dụ dỗ từ lớp 5 gần 16 tuổi, hiện nay thì 21 tuổi đúng không? Trên dưới 5 năm rồi. Thì trước khi cái câu chuyện mà bé Huy phát hiện ở trên mạng, xem được sọt trên mạng và thấy được anh em Nguyễn Thanh Hải cũng như Công Trần cùng một số anh em khác giải cứu hai bé gái bị một số đối tượng mua bán người thì phải đưa sang ra phía Bắc, có thể là đưa sang Trung Quốc gì đó đúng không? Thì vậy cho nên là bé xem được và liên hệ cho chú Công Trần. Chú Công Trần là liên hệ cho anh Hải để xin cái sự ý kiến của anh Hải là xem cái vụ việc bé Huy này liệu cứu được hay không, mà giải quyết cách như thế nào. Và anh Hải nói là bây giờ tiếp tục hướng dẫn cho bé để trốn, khi nào ra đến địa điểm này thì anh em mới tiếp cận được mà mới có thể đưa về được Việt Nam được. Đúng không? Xong cái câu chuyện đó thì bé trốn thì chú Công Trần là tả cho con trốn như thế nào, và con đi lang thang sao, con ăn rác sao, con đi lượm chai sao, con đi như nào, con tả cho mọi người xem. Đi à, anh Công Trần anh kêu là đi là kiếm người dân nào đó ở ngày đó, rồi anh kiếm đường anh giúp. Nhưng mà nó quá xa anh giúp không được, mà anh chỉ kêu là em xé các quần áo đi, xé quần áo rồi bôi cái gì dơ nhất bôi người là đi đi gan người khùng đó. Đi rồi em đi 8 ngày 8 đêm. Tối hả? Có xin ai ăn gì anh gì? Dạ có xin mà, nhưng mà có người cho người không cho. Đi đường như là gặp uống nước, lụm cho nước uống, gặp dồn gác kia gặp gì ăn đó. Tội nghiệp ghê, rất là đau lòng. Đó, hãy tội nghiệp bà con đừng cảnh giác, không nên xin việc làm trên mạng này kia. Rồi con kể nữa tiếp cho mọi người nghe. Rồi sau đó em đi 8 ngày 8 đêm là bị công an bắt, là có cái tội vượt biên là vượt qua bên Campuchia mà không có giấy tờ và đi trốn. Rồi xong cái nó mới đỡ đưa em ngược về, và đưa em ngược về là tới đò số quán. Tới đò số quán đó là tới đò số quán đó em ngồi đó là em sẽ điện, em điện liền cho anh là anh Công Nhân là nó bây giờ em bị bắt rồi anh. Em tới đò số quán rồi đó, giờ em trốn nó là em tính đi qua Lào. Anh thấy được không? Được thì em trốn. Anh nói vậy càng tốt. Cương đi qua tới Lào đi, rồi qua dòng sông Mekong. Đó, đi qua dòng sông Mekong rồi sau đó cái nước chảy quá xiết, nó bự quá anh, đi chú không được. Rồi em kiếm nhà dân nào đó em xin là sạc cái điện thoại, nó cũng cho con may mắn. Rồi sau đó mới anh Công Trần này mới điện là cho là anh Liêm, chú Liêm mà chú giúp đỡ con là đi từ đây qua tới Bangkok Thái Lan, là sau đó là anh sẽ cứu anh dài. Rồi anh ấy gửi tiền qua cho em là 500 bạc là cho em anh Liêm đúng không? Anh Liêm gửi tiền cho
cho Huy là 500 để cho Huy quay ngược lại từ giáp cửa khẩu gọi là giáp hết đất gần cuối đất của Thái Lan để quay ngược lại trở về Bangkok. Đúng không? Rồi sau đó. Rồi sau đấy mở được vài ngày là anh Liêm cũng đối xử tốt. Không có phiền nàn gì. Rồi chờ anh là kiếm tiền gỡ qua cho em đi về. Rồi giờ em đi về tới đây là nhờ được cái anh gì đó anh không biết tên. Anh Đen, gọi anh Đen. Đen không? Tên Đen, anh Đen. Đen mới được, Đen là bữa hổm. Đó anh Đen. Hồng màu biết mà. Hồng Đen đồng tộc không? Đúng rồi. Anh Đen. Đen. Ủa ai đứng Hồng đứng anh Đen ha? Đâu không, anh Liêm. Anh em là bên bên ứng viên bên du lịch bên Thái Lan Bangkok. Anh Điện Đen Đen, anh Đen đấy người sống của nó là rất tốt, có trách nhiệm. Anh đưa bé này. Đen nào gốc Đen thì gốc Bắc, người Vũng Tàu. Đó. Vũng Tàu và đi Vũng Tàu. Đó. Rồi con về đến Việt Nam rồi con thấy vui không? Dạ vui chứ. Ủa gì có bán sữa này, hỏi rồi có sữa ở trong cái khu của Thái Lan này, khu cự trị nó hay là ở bán ngoài đường? Bán ngoài đường. Bán ngoài đường không? Nói cho rõ mà công cảnh nó ra mà. Đúng rồi. Nhưng mà hôm trốn là mình trốn là trong tòa nhà đi ra hay là sao? Trong tòa nhà đi ra. Trong tòa nhà đi ra, lúc đó có người canh gác không? Lúc đó có như là bốn bảo vệ. Bốn bảo vệ luôn. Trong cái tòa nhà đó có nhiều người Việt Nam không? Em không nhớ. Không biết. Có nói chung là mở của mình em. Người ta không cho mình tiếp cận. Dạ. Người ta cho mình sống độc lập đúng không? Dạ. Thế lúc cái thời điểm bây giờ thì lúc khi trốn mà chúng bao vây như vậy là nghĩ sao? Sợ. Sợ. Đến giờ phút này thì gọi là về đây rồi, phải nhờ cái rất nhiều cái sự giúp đỡ của rất nhiều người, không phải riêng một mình ai, cả có một cộng đồng mạng để giúp đỡ trong cái trường hợp này. Vì hiện nay là người Việt Nam bị lừa dụ dỗ xin việc làm trên mạng sang Campuchia, rồi từ Campuchia bán ra đảo rồi ra Thái Lan rất nhiều. Nhưng đây là một trong những câu chuyện và đang vô cùng kỳ tích, rất nhiều người hiện nay thì thậm chí mất tích liên lạc với gia đình, chưa có cơ hội để trở về. Có người mất tích cả chục năm đây rồi. Nhưng đây 5 năm trời, trên dưới 5 năm là một cái gọi là một thời gian quá dài đối với một bé trai tuổi đời còn quá nhỏ như vậy, đúng không? Đến giờ phút này thì về nhà yên tâm rồi, nhưng mà hiện nay thì bé Huy đã liên lạc cho gia đình chưa? Dạ em mới tìm được cái số mà. Tìm được số nhưng mà gọi chưa được. Dạ. Chưa nghe máy. Mình tìm được số của người ba của mình. Hoàn cảnh của bé Huy này thì là trước đây là gia đình hai ba mẹ ly hôn nhau. Mẹ có chồng khác và ba cũng có chồng của vợ khác. Vì vậy bé Huy ở với bà nội từ khi còn tuổi đời còn rất nhỏ. Đó, đúng không? Đó, cho nên cuộc sống khó khăn, tính là đi xin việc làm trên mạng, kiếm được để về để phụ giúp bà. Phải không? Đúng phải không? Đúng. Thì có sao con nói vậy? Đó. Thì con kể cho cô chú anh chị mọi người nghe nào. Kể sao? Thì con kể là cái cuộc sống con có đúng là con khó khăn như thế không? Dạ, rất là khó khăn. Gia đình con nhà tường hay nhà xây hay nhà đất hay nhà sao? Dạ. Nhà hồi lần thì nhà cây, nhà bằng cây, nhà cây nhà thiết á. Dạ. Rồi sau này cái người ta cái gì đó có cửa khẩu đó, rồi người ta làm nhà gì đó, nhà tình thương á anh. Dạ. Người ta cấp cho nhà tình thương. Dạ. Nhà tình thương là ở dưới là gạch, ở trên cũng là thiết cây á. Gọi là tình thương thôi nhưng mà không phải là nhà xây bình thường, không phải nhà xây giống như thế này đúng không? Dạ đúng rồi. Gọi là người ta cấp đỡ cho mình xíu thôi ha. Dạ. Thế hiện nay thì nếu như bé Huy bây giờ trở về ngược về An Giang thì bé Huy tính làm công việc gì? Dạ, em tính làm giấy tờ rồi em đi lên trên đây làm là bên Bình Dương làm. Lên Bình Dương làm. Dạ. Thế còn người bà của Huy là năm bây giờ Huy đi là bà bao nhiêu tuổi rồi? Dạ. Em cũng nhớ rồi. Trong thời gian đi như vậy là có nhớ nhà, có nhớ ba mẹ hay nhớ bà không? Nhất là người bà của mình. Nhớ bà. Nhớ bà ha. Dạ. Nếu như bây giờ mà có tiền thì có cuộc sống, có nghề nghiệp thì sau này có phụ giúp bà không? Dạ. Có không? Có. Hiện nay thì vẫn không liên lạc được, chưa biết bà hiện nay còn khỏe hay không. Dạ. Bây giờ nếu mà trở về hoặc đi bắt xe về nhà thì có biết đường không? Biết đường. Vẫn biết đường, biết địa chỉ không? Địa chỉ cụ thể là như thế nào? Dạ, ấp An Giang gì? Ấp An Giang. Ấp An Giang. Ấp An Giang là gì? Huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ấp An Giang luôn hả? Yeah. Ấp An Giang, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đây là phải nói cái trường hợp vô cùng đặc biệt. Chưa, bây giờ thì em về đây là yên tâm rồi. Yeah. Trước hết là em cảm ơn cái sự giúp đỡ của anh Liêm, là người trực tiếp ở bên đó, bên Thái Lan tiếp cận em. Yeah. Sau đó này cảm ơn anh về đây là cảm ơn anh Nguyễn Thanh Hải, là người đã tư vấn về rất nhiều mặt cho em.
Sau đó thì anh cảm ơn anh Công Trần và còn cảm ơn tất cả các quý mạnh thường quân ở trong và ngoài nước đã hỗ trợ giúp em trong cái hoàn cảnh, trong cái điều kiện phải nói là vô cùng khắc nghiệt mà khó khăn. Rất nhiều người nói là tại sao không đưa em về đến đại sứ quán, thì cái câu chuyện này có thể là em tự em nói ra. Đại sứ quán đây tòa giá không được đâu, người ta không chỉ giúp, người ta không chỉ giúp. Dạ, không có giấy tờ nó không chỉ giúp, đi bằng đường nào về bằng đường đó. Đó là đại sứ quán thông tin là đi bằng đường gì về đường đó. Dạ, người ta không hỗ trợ, người ta không hỗ trợ cái gì. Đó là chở anh Liêm đúng không? Em ngồi kế anh Liêm luôn. Dạ. Anh Liêm điện thoại. Dạ. Cho đại sứ quán đúng không? Đó là câu chuyện đó là có thật, bởi vì đại sứ quán người ta giúp người nhưng với điều kiện là ít nhất phải có một miếng giấy tờ để chứng minh được nhân thân là người này người trong sạch hay không. Còn người ta không thể giúp một con người mà không một miếng giấy tờ mà rất nhiều năm qua thất lạc. Em phạm tội đâu thì người ta không biết được, người ta chưa xác minh được, cho người ta không có sẵn sàng, đúng không? Đúng rồi. Em cảm ơn tất cả mọi người. Dạ, em cảm ơn anh Liêm và bên Trắc Thái Lan là đã hỗ trợ em ở nhà được 6 ngày. Em cũng cảm ơn anh Công Trần với lại anh Nguyễn Hải. Anh Thái Hải đã hướng dẫn em đi về tới Việt Nam này. Dạ, dạ có hai anh em mới đi về được tới đây. Xin cảm ơn tất cả đồng quân và xin cảm ơn mọi người ở trên mạng đã quan tâm theo dõi em. Dạ, anh cảm ơn rất nhiều. Anh hy vọng mà tất nhiều rất nhiều cô chú anh chị trên cộng đồng mạng hy vọng em sau này sẽ cố gắng hết mình để làm một cái công việc chính đáng, không có xin việc trên mạng. Dạ. Hoặc em có thể phổ biến nhiều hơn nữa để cho các bạn trẻ không có con đường nghĩ đến có một cái việc nhẹ lương cao giống như thế này để trở lại giờ phút này phải rất nhiều người mới cứu được em về. Dạ. Đúng không? Đúng rồi. Anh Hải còn điều gì không? Nói chung phải là nói về đại sứ quán, nói chung là mình con người Việt Nam mình phải thương người Việt Nam. Đúng. Nếu mà đại sứ quán phải điện hội xác minh. Đúng. Bé này biết nhà cửa số nhà số điện về công an xã phường. Đúng rồi. Tỉnh đó để xác minh để cứu người Việt Nam mình chứ để gì không được. Đấy, nhưng người ta không sẵn sàng. Người ta không sẵn sàng. Nói chung là mình thấy mình cũng đau lòng chứ. Đúng là con này nói đúng là mình người Việt Nam mình đại sứ quán mình đại diện cho người Việt Nam ở bên Thái Lan. Thì mình phải xác minh, em này nó còn nhỏ mà xác minh coi là sao lý lịch thăng thì cho nó về như là mình qua mình nhờ đại sứ ở Campuchia đi, đại Campuchia đi, đại nam Campuchia cũng xác minh nhờ biên phòng của Việt Nam xác minh coi lý lịch sao. Nói chung là mình thấy về là mình thấy cũng không được vui. Nói chung là đại sứ quán mình đại diện cả cái nước Việt Nam đó, cả cái nước Việt Nam mà để cho em này nó bơ vơ giữa Thái Lan là mình buồn đó. Rồi, còn rất không? Là mà đi những đói thôi, đói gì khác, đó. Phải ăn cả rác, lượm những cái thứ gì bỏ đi, mấy ngày mới đi 8 ngày 8 đêm không? 8 ngày nhưng đến cái hôm mà bắt đầu tiếp cận được là hơn nữa, đúng không? Để mà cứu được thành công đó là hơn nữa chứ không phải 8 ngày đâu. Đấy, một cái tuổi đời còn rất nhỏ mà bị bán, bị nhốt, bị tù đầy, giam lỏng, đánh đập, hành hạ rất nhiều năm qua, mà giờ phút này là về đây là một sự kỳ tích. Đó. Thôi gì là bây giờ nói chung là giờ mình đại diện cảm ơn, nói chung là chúng mắt là cảm ơn bên Công Trần này kia cũng liên hệ em này với Liêm với Đen phải không? Anh Đen ở Campuchia, nói chung là ra là phối hợp em mới về đến Việt Nam an toàn kia là không có bị gì xảy ra, mà nữa hãy cảm ơn. Rồi. Công Trần xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.